24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Tối 18 tháng 1, trên trang Facebook cá nhân của mình, Caric có bài đăng thu hút sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ. Nam rapper chia sẻ cuộc trò chuyện với mẹ khiến nhiều người hâm mộ xúc động. Hai mẹ con nói chuyện cả chiều tới tối với nhau, bất giác mẹ nói một câu mà tôi chạnh lòng. Ngày nào với mẹ cũng vui hết, miễn con còn cười, bình an là kiểu gì mẹ cũng ok hết. Không biết bao giờ mẹ mất, nhưng ngày nào con còn làm nghề. Có giận ai đến mấy cũng đừng đánh mất phước báo nha con. Ngay sau đó, Caric đã hé lộ tiêu chuẩn của bà xã khiến dân tình rần rần. Người vợ tương lai của tôi có thể không thông thạo việc bếp núc hay kiếm tiền giỏi, thậm chí không cần phải quá xinh đẹp. Nhưng chắc chắn sẽ phải là người bao dung như mẹ. Nam rapper khẳng định chắc nịch không quá quan trọng ngoại hình mà chú ý tới phẩm chất, tính cách của nửa kia. Bài đăng của Caric khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Phía dưới bình luận, huấn luyện viên rap Việt còn để lộ thời gian lên xe hoa. Khi một người anh nhắn nhủ Caric, chốt lại là mang vợ về cho mẹ nha. Sau 58X tỏ ra quyết tâm, ráng trong năm sau anh ạ, chốt. Mặc dù tỏ ra rất hào hứng với việc kết hôn, song không hiểu vì lý do gì Caric xóa bài đăng này rất nhanh chóng. Trước đó, Caric từng đề cập đến chuyện lấy vợ vào năm sau, ngay sau khi vòng đối đầu rap Việt mùa 2 lên sóng. Nam rapper đã đăng dòng trạng thái ngầm khẳng định việc đây cũng sẽ là mùa cuối mà anh tham gia. Và sau đó trong một cuộc phỏng vấn, Caric cũng tiếp tục xác nhận điều này. Về lý do, nam rapper chia sẻ dự định của mình rằng năm sau sẽ lập gia đình và không muốn vợ hay người thân của mình phải chứng kiến anh nhận những ý kiến tiêu cực. Được biết, hiện tại Caric vẫn đang lẻ bóng đi về, khán giả cũng mong anh sớm tìm được nửa kia ưng ý, sớm xây dựng tổ ấm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.